Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Tinh Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự và đề tài thứ hai vẫn liên quan tới tình hình Trung Đông và cái quyết định dứt khoát của Do Thái. Quý vị, trong ngày hôm qua thì Phong có đưa tin cho quý vị là phía Do Thái đã chính thức ra lệnh cấm cửa với ông Tổng Thư ký Liên Quốc là ông Antonio Guterres bởi vì ông này đã và phát biểu được xem là hai hàng và không có lên án cái cuộc tấn công của Iran nhắm vào Do Thái và chính điều này mà do Thái đã quyết định cấm cửa và không cho ông ta được bước chân vào lãnh thổ do Thái gây ra một cái phản ứng rất lớn cho phía của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chúng ta lướt qua bản tin trước đi rồi sau đó chúng ta đi vào phân tích xem liệu cái quyết định mang tính chất chính trị này của do Thái có giúp cho do Thái lấy lại được cái tư thế ở trên cái Liên Hiệp Quốc hay không trong lúc mà cuộc chiến tại giải Gaza đã gây thiệt hại rất nhiều cho quy thế của do Thái, quý vị do thái ban lệnh cấm ông tổng thư ký liên quốc về vấn đề chống do thái và sẽ không có đủ để mà bước chờ không có đủ tư cách và không xứng đáng bước chân vào lãnh thổ của do thái đó là một trong những cái tin mà chúng ta có ngày hôm qua Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tức là UNSC đã có cuộc họp vào ngày thứ tư tiếp theo việc mà Iran tấn công chưa từng có vào do Thái và nó đã bị gần như là phủ lấp bởi cái việc mà do Thái loan báo là họ sẽ cấm ông tổng thư ký Liên hợp quốc là khi mà ông này đã không lên án Iran bất kỳ ai mà không rõ ràng trong việc lên án Iran tấn công vào do Thái thì không xứng đáng bước chân vào lãnh thổ của do Thái đó là lời phát biểu của ngoại trưởng do Thái là ông Israel Katz đã phát biểu về quyết định khi mà ông à, tuyên bố là tổng thư ký liên quốc Antonio à, à, Antonio Guterres đã bị áp dụng cái à, chương trình gọi là persona non grata chữ persona non grata này có nghĩa là cái à, lệnh mang tính chất gọi là cá nhân và không có à, áp dụng đối với lại một cái à, chính phủ nào và đây là hành động chống do thái của ông tổng thư ký người đã ủng hộ cho chủ nghĩa khủng bố hiếp dâm và sát nhân ông khát đã lên tiếng tranh luận và ông guterres phải nhớ rằng à, trong cái lịch sử của liên quốc đã có nhiều thế nhiều đã có nhiều thế hệ đã diễn ra và trong đó iran trong ngày thứ ba đã bắn 180 cái hỏa tiễn vào lãnh thổ do thái sau cái chết của một tổng thư ký của hezbollah là hassan nasrallah và sau khi mà bộ quốc phòng do thái bắt đầu tập trung vào việc đưa quân vào Lebanon để mà tấn công nhóm khủng bố này và ông Gutre trong ngày thứ ba đưa ra một bản statement tiếp theo việc iran tấn công kêu gọi là đây là cuộc tấn công ở tại trung đông và lên án cái cuộc uh, trai, gọi là tranh chấp này đã gia tăng và càng lúc càng gia tăng ông ta đồng thời cũng đã chỉ trích do thái trong cái hành động tại giải gaza và tây ngạn và nói rằng do thái đã thực hiện tất cả những cái việc phá hủy bằng chiến dịch quân sự của họ à, gần như mọi trong nhiều năm ông ta lên án phía do thái và sự tổn thương của người palestine tại giải gaza à, nó nằm trở về vấn đề gọi là di dân ông Guterres cho biết và cùng một lượt thì tình trạng chiếm đóng trên vùng tây ngạn bao gồm luôn miền đông jerusalem vẫn tiếp tục là diễn ra với các cái cuộc hành quân của do thái và việc mà xây dựng các khu định cư à, trục xuất và kể cả việc mà gọi là ta tiếp tục có những cái hành động được xem là bức, bức hại này đã phá hủy tất cả những cái khả năng một giải pháp hai quốc gia trên vùng lãnh thổ à, và nhóm vũ trang Palestine đã, đã đã phải sử dụng cái vấn đề bạo động ông ta cho biết gì trên và do Thái quy trách nhiệm cho ông Guterres là đã không rõ ràng trong việc lên án Iran tấn công, kể cả dùng tên của Iran để thảo luận. Và trong đó do Thái đã lên tiếng và nói rằng họ sẽ dùng cái bản tuyên ngôn gọi là Persona Non Grata để mà ngăn chặn không cho ông ta bước chân vào lãnh thổ của họ mà có hiệu lực ngay lập tức bất kỳ ai không có rõ ràng trong vấn đề lên án iran à, tấn công vào do thái gần như là các quốc gia trên thế giới đều làm điều này đều không có cái xứng đáng bước chân vào lãnh thổ của do thái đó là lời phát biểu của ông khát đã đưa ra và ông tổng thư ký này à, đã không có lên án việc à, à, thảm sát tấn công tình dục và bởi nhóm Hamas trong ngày 7 tây tháng 10 và cũng không có dẫn bất kỳ một cái nghị quyết nào lên án về cái tổ chức khủng bố này ông cá cho biết như trên và quý vị đây là lời phát biểu của phía do Thái đưa ra tuy nhiên thì trước đó thì ông Guterres cũng đã lên án các cái hành động của Hamas chứ không phải không có ông ta có lên án nhưng ông ta không nêu đích danh của Hamas ông ta chỉ lên án những hành động hiếp dâm những hành động cưỡng hiếp tra tấn và sát nhân thôi và ông ta kêu gọi các phía là phải tự chế. Đây là ngôn ngữ của ông Tổng Thư Ký. Và trong cái cuộc tấn công ngày hôm kia của Iran nhắm vào lãnh thổ Do Thái, thì quý vị, gần như các quốc gia đều lên án, trong đó các đồng minh của Hoa Kỳ, Anh, Pháp đều lên án cái hành động này. Và khối G7 cũng đã đồng ý là sẽ có một cái cuộc trừng phạt mới nhắm vào Iran. Trong đó họ dự tính sẽ có thêm những lệnh cấm vận nhắm vào Iran. Tuy nhiên, ông Tổng Thư Ký này ngay từ khi mà hamas tấn công vào lãnh thổ do thái từ ngày 7 tây tháng 10, ông ta chỉ lên án một cách khơi khơi không nói rõ tên của hamas, nhưng ngược lại, ông ta lại lên án rất gay gắt và nêu đích, đích danh tên của do thái tức là israel về hành động gọi là ông ta cho rằng là có những cái hành động vô nhân tính ở tại giải gaza, rồi cái vùng chiếm đóng ở tây ngạn và kể cả ông ta nói rằng là việc xây dựng các cái khu tái định cư của do thái vân vân và vân vân, các chiến dịch quân sự của do thái, ông ta nêu đích danh Do Thái, tên của Do Thái tức là Israel. Trong khi đó, thì quý vị, ngày hôm kia thì khi mà Iran tấn công vào trong cái là khu vực của Do Thái, các quốc gia đồng loạt lên tiếng. Ông này thì lên tiếng nhưng mà ông ta không lên tiếng nói rõ tên của Iran. Và ông ta nói rằng là các cuộc căng thẳng vẫn tiếp tục gia tăng căng thẳng và ông ta lên án sự căng thẳng và xung đột tại Trung Đông. Thì quý vị thấy rõ ràng, ông tổng thư ký này, Vốn là một kẻ gần như là ông ta đứng hẳn về phía của cái chủ nghĩa bài Do Thái tại Liên Hiệp Quốc và thật sự quý vị, chủ nghĩa bài Do Thái tại Liên Hiệp Quốc nó đã bắt nguồn từ mấy chục năm nay. Nó chưa bao giờ dừng lại. Nó chưa bao giờ dừng lại và ông này được xem là ông tổng thư ký cực tả. Ông ta chỉ quan tâm tới những vấn đề quan trọng khác đối với ông ta về khí hậu toàn cầu, về công lý mà xã hội Chứ ông ta chưa bao giờ quan tâm tới những cái xung đột trên thế giới và đứng ra giải quyết một cách dứt khoát do so với những đời tổng thư ký trước đây như là Kofi Annan hay là Ban Ki-moon. Đây là những tổng thư ký, họ đã từng là tổng thư ký của Liên Hợp Quốc. Họ cũng trải qua tất cả những biến động của thế giới. Nhưng mà họ lên án một cách đứng đắn và họ có những cái ngôn ngữ rất rõ ràng. Tại vì à, trước đó thì Kofi Annan ở thập niên 90, rồi sau đó tới ông Ban Ki-moon tất cả những người này quý vị họ từng là tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc nhưng mà họ có một cái lập trường rõ ràng và họ đứng trên cái quy tắc lập trường rất rõ ràng tuy nhiên thì ông Guterres này gần như ông ta là một người cực tả tôi gọi là một người cực tả tức là extreme left và ông ta gần như là ra mặt gọi là binh vực cho những cái hành động của binh vực thì đó là không đúng nhưng mà ông ta ra mặt bao che cho những cái phần tử khủng bố tại Trung Đông tôi gọi là bao che cho những phần tử khủng bố tại Trung Đông thì đúng hơn. Và do đó ông ta không muốn nhắc tới tên của những phần tử khủng bố này. Ông ta chỉ nhắc chung những cái hành động mà ông ta cho là tàn ác vô nhân đạo thôi. Trong đó thì ông ta không có nhắc tên lại. Ngược lại, khi mà nhắc tới cái vùng của giải Gaza hay là vùng West Bank, tức là vùng Tây Ngạn, thì ông ta lại nêu đích danh tên của Do Thái. Thì điều này cho thấy rõ ràng là ông tổng thư ký này ngay từ lúc đầu đã chọn thái độ được xem là bài Do Thái bài Do Thái rồi quý vị. Do đó thì việc mà Do Thái cấm cửa ông ta là chuyện đương nhiên. Cái này là tôi nói là không thể tránh khỏi. Có điều, đây là quyết định lần đầu tiên trong lịch sử của Liên Hiệp Quốc. Một vị tổng thư ký đứng đầu Liên Hiệp Quốc mà bị cấm cửa không được bước chân vào một quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc. Thì đây là một cái hành động được xem là mang tính chất, gọi là một cái lập trường rất rõ ràng của Do Thái. Tức là họ phản đối ông này. Ông này không còn đủ tư cách là tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc nữa. Thì quý vị, đây là cái hành động lần đầu tiên trong lịch sử của Liên Hiệp Quốc kể từ khi họ thành lập cho tới bây giờ. Và bây giờ chúng ta bước qua phần thứ hai là hành động này có thể giúp cho Do Thái gọi là thay đổi được cái um, cục diện ở trên chính trường quốc tế hay không. Tại vì trước đây quý vị, khi mà do Hamas tấn công vào Do Thái ngày 7 tháng 10, tôi cũng đã từng nói quý vị là Do Thái cần phải tóc chiến tóc thắng. Nếu không tóc chiến tóc thắng kéo dài cuộc chiến này thì Do Thái sẽ bị thất bại Và y như rằng, quý vị thấy là hôm nay tháng 10 rồi. Hôm nay là ngày 3 tây tháng 10, tức là còn 4 ngày nữa. Đánh dấu đúng một năm là cuộc tấn công của Hamas vào lãnh thổ của Do Thái. Đúng một năm. Quý vị, cuộc chiến kéo dài gần đúng một năm rồi. Và trong một năm qua thì gần như chúng ta thấy rõ ràng là Guterres đã thúc đẩy rất nhiều quốc gia lên án Do Thái và buộc Do Thái phải đi vào cái hiệp ước ngưng bắn với lại nhóm khủng bố Hamas để trao trả con tin. Nhưng tới ngày hôm nay thì nhóm Hamas vẫn chưa hề trao trả con tin. Họ vẫn bắt giữ 101 con tin mà trong đó tin rằng hơn phân nửa chỉ còn là những cái xác mà thôi. Tức là hơn phân nửa con tin đã chết. Họ giữ xác để mà họ trao đổi với lại phía Do Thái. Quý vị, những hành động tàn ác này chưa bao giờ được ông Guterres lên án cả. Chưa bao giờ. Và trong khi đó thì quý vị, phía Do Thái họ phải nỗ lực từng ngày một để bảo vệ cho vùng lãnh thổ của họ và truy sát tất cả những thành phần hamas đã gây hại cho người dân do thái. thì quý vị. tuy nhiên thì về mặt mà chính trị tôi có thể nói rằng là do thái đã thất bại thảm hại trong một năm này từ cái vị thế của một quốc gia nạn nhân bị tấn công bây giờ do thái trở thành một cái quốc gia thủ phạm ngay trong mắt của những quốc gia thành viên của liên Hợp quốc là quý vị do cuộc chiến này kéo dài và tôi nói rằng không tốc chiến tóc thắng thì là thất lợi của Do Thái. Thứ nhất, thứ hai là quý vị thấy ngay cả những quốc gia được xem là đồng minh của Do Thái và vẫn xem Hamas, Hezbollah và Houthi là những tổ chức khủng bố. Nhưng họ sẵn sàng đứng chung trong cái đơn kìa à, truy tố là, là lãnh đạo của Do Thái và Bộ trưởng Quốc phòng là những người tội ác chiến tranh. Trong đó thì quý vị thấy hai quốc gia rất rõ ràng. Cái quốc gia gốc của ông Guterres là Tây Ban Nha và Ái Nhĩ Lạc. Quý vị, trước đây à, mấy tuần thì Tây Ban Nha và Ái Nhĩ Lan đã chính thức nộp đơn vào trong cái tòa án ICC, tức là tòa án hình sự quốc tế để yêu cầu bắt giữ ông Netanyahu và ông Joab Galen, tức là ông thủ tướng và ông bộ trưởng quốc phòng của Thái về cái tội gọi là vi phạm tội ác chiến tranh. Và quý vị thấy rõ ràng là cuộc chiến kéo dài do Thái đã bị sa sút rất nhiều về quy thế của họ trên chính trường quốc tế. Trong khi đó, Hamas lợi dụng cái cảm tình của các quốc gia Hồi giáo và Phi châu ở tại Liên Hiệp Quốc cùng với lại sự hỗ trợ của Trung Quốc sự thọc gậy của Nga thì quý vị, họ đã chiếm được diễn đàn trên Liên Hiệp Quốc và với cái sự gọi là âm thầm hỗ trợ của ông Tổng Thư Ký này và quý vị thấy rõ ràng là họ lên tiếng và họ bắt đầu tìm cách gọi là à, cô lập Do Thái trên chính trường quốc tế đây là cái thế thất lợi của ông Netanyahu tôi có thể nói là trừ có Hoa Kỳ vẫn ra mặt binh vực cho Do Thái. Ngay cả cái quốc gia thân cận của Do Thái là Anh bây giờ cũng đã lung lay. Bây giờ cũng đã lung lay. Và họ đã cấm một số vũ khí môn bài cung cấp vũ khí cho phía của Do Thái. Do đó quý vị, cái hành động này được đưa ra tôi cho rằng nó sẽ giúp cho Do Thái quay trở có là có thể à, có thể nói là à, lật tay làm may cái ngôn ngữ của tôi gọi là lật tay làm may tức là biến đổi tình hình Tức là họ thay đổi cái vị trí chủ động hơn. Thay vì bây giờ thụ động, mỗi một ngày họ bị mất vị thế. Thì ngược lại, cái hành động này cho thấy rằng Do Thái sẵn sàng vì bảo vệ cho quốc gia của họ, họ có thể à, cứng rắn với bất kỳ một cá nhân nào, bất kể cá nhân đó là ai. Và điều này nó đã trở thành một cái đề tài phủ lấp luôn cả cái phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Quốc. Có nghĩa là cái lá bài đẩy ra này của Do Thái có vẻ thành công tôi nói là có vẻ thành công khi mà cấm cửa ông tổng thư ký của liên hợp quốc thì điều này cho thấy rằng rõ ràng là do thái đi một cái bước chính trị rất điều lĩnh nhưng họ đã đạt được một phần nào thành công tức là họ gửi một cái thông điệp rất rõ ràng cho những kẻ được xem là cho những quốc gia có cái chuỗi, có cái thái độ bài do thái ngay tại liên hợp quốc là phải giận. do thái sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ cho cái lãnh thổ của họ và cái quyền tự vệ của họ thì quý vị ngay cả các quốc gia ở Trung Đông bây giờ cũng không lên tiếng. Từ Saudi Arabia, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho tới Qatar đều không lên tiếng về cái hành động này của Do Thái. Và ngay cả các quốc gia đồng minh khi mà Do Thái đưa ra cái quyết định cấm cửa này, họ cũng giỡn. Họ bắt đầu có một cái nhìn khác rồi. Họ bắt đầu có cái nhìn khác và họ bắt đầu thảo luận nhiều hơn. Tức là bắt đầu nhìn về cái phía Do Thái nhiều hơn. Trước đây, họ không nhìn về phía Do Thái mà họ chỉ nhìn vào cái số lượng người chết của Palestine 41.000 người tại giải Gaza để họ làm cái tâm điểm nhằm uh, gọi là ngưng lại cuộc chiến này. Họ đứng về cái cái gọi là cái số lượng người chết trong cuộc chiến để mà họ đưa ra những cái quyết định là áp lực có cuộc ngưng bắn, áp lực có một cái uh, uh, cái uh, phía do Thái phải rút quân vân vân và vân vân, vân vân. Thì quý vị họ chưa bao giờ đứng trên cái quan điểm nhìn về cái uh, cái uh, phần lý luận của phía do Thái để để xem coi phía do thái có cái lý luận gì họ gần như là che là vượt lướt qua những cái điều này do đó cái vị, do thái ở cái thế bị cô lập do thái ở thế bị cô lập tiếng nói của họ không được chú ý và gần như bị gạt ra luôn Quý vị thấy netanyahu đã tuyên bố ở trên liên Hợp quốc vào ngày vào tuần trước trong cái đại hội đồng liên hợp quốc nhưng mà tiếng nói của họ, ông gần như là đã bị gọi là quay lưng bởi nhiều quốc gia ở trong cái hội đồng trong cái đại hội đồng liên quốc do đó lần này khi mà iran tấn công vào do thái và ông tổng thư ký có một thái độ ở mờ không lên án một cách rõ ràng về hành động của iran họ đã sử dụng cái điều này để ngăn chặn và cấm cửa ông tổng thư ký hành động này đã khiến cho nhiều quốc gia phải dội lại có thể nói đây là một cái chiến thắng về mặt chính trị của Netanyahu. Ông ta đã đi một cái bước khá mạnh mẽ. Về mặt quân sự, ông ta thẳng thắng tấn công vào à, miền Nam Lebanon và bây giờ đã đưa lực lượng dưới mặt đất tấn công vào miền Nam Lebanon. Và thứ hai là đang chuẩn bị cho cái cuộc trả đũa nhắm vào Iran. Và quý vị, hai điều này cho thấy cái quyền tự vệ của Do Thái đã bắt đầu được xác nhận trở lại. Và thứ ba là cái hành động cứng rắn với à, Antonio Guterres, tức là Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, cho thấy rằng là hành động này Do Thái đã bắt đầu có một thái độ cứng rắn buộc tất cả các quốc gia trên Liên Hợp Quốc phải lắng nghe kỹ cái quan điểm của họ và tiếng nói của họ và quyền tự vệ của họ trước tình trạng họ bị tấn công. Tất cả các cuộc chiến này là do Thái tự vệ. Hamas tấn công trước ngày 7 tây tháng 10. Tới ngày 8 tây tháng 10 năm ngoái thì Hezbollah bắt đầu dội các cái hỏa tiễn và tròn tấn công vào phía bắc của Do Thái để hỗ trợ cho Hamas. Và chưa hết quý vị, sau khi mà Do Thái đưa quân vào giải Gaza thì Chính nhóm Hồi giáo Houthi cũng đã mở các cuộc tấn công trên vùng biển Hồng Hải nhắm vào các tàu có liên hệ với Do Thái. Họ tấn công trước, rồi hai lần Iran tấn công vào Do Thái. Tức là Do Thái không có chủ động tấn công trước, mà do những phần tử khủng bố này tấn công trước và kể cả Iran. Quý vị nên nhớ là cái giải Gaza đã được trao trả về cho người Palestine từ năm 2005 và 2007, thì phía của Hamas đã quản trị toàn bộ giải Gaza do Thái không dính dự vào nhưng mà Hamas vẫn không dừng lại cái uh, mục tiêu tiêu diệt do Thái do đó họ mới mở cái cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm ngoái và kết quả 1.200 người do Thái đã bị thiệt mạng hầu hết đều là thường dân và bây giờ quý vị họ còn bắt giữ trong tay 101 con tin mà trong đó chúng ta tin rằng hơn phần nửa là những xác chết chứ không phải là con tin nữa họ vẫn dùng xác chết để trao đổi mà các quốc gia ở trên Liên Hiệp Quốc và kể cả tổng thư ký vẫn tiếp tục nhân nhượng và muốn trao đổi. Quý vị đã coi Hamas là khủng bố mà vẫn đi thương thảo với khủng bố, ngược lại còn quay ra ép do Thái. Thì những hành động này bắt buộc do Thái ở cái thế bị dồn vào chân tường. Họ bị dồn vào chân tường, do đó họ phải có những cái quyết định dứt khoát và mạnh mẽ. Thì lần này quý vị, chính phía Mỹ và chính phía Joe Biden cũng ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng trước quyết định mà Tổng thư ký Liên Quốc bị cấm cửa, Joe Biden không dám lên tiếng. Bởi vì Joe Biden biết rõ đây là quyền tự vệ của Do Thái. Các quốc gia đều lên án. Đều lên án và chính Joe Biden cũng không cản trở được việc Do Thái đang chuẩn bị tấn công trả đũa nhắm vào Iran. Chỉ là Joe Biden khuyến cáo là không nên tấn công vào các lò phản ứng nguyên tử thôi. Nhưng ông ta không cản được cái quyết định của ông Netanyahu. Thì quý vị, lần này Netanyahu đã lấy được một phần nào tư thế chính trị của Do Thái. Và nếu như mà ông Netanyahu đẩy tiếp, tức là tiếp tục cứng rắn và kỳ này tấn công vào, vào cái khu vực của Iran, tôi nghĩ rằng là sẽ có những cái biến động mới. Thứ nhất là mạng lưới tình báo của Do Thái nằm đây tại Iran. Họ biết rất rõ những cái vị trí cần tấn công. Nếu không tấn công vào các trọn nguyên tử, thì quý vị, những vị trí mà được xem là khiến cho Iran phải hết hồn hết vía là những cái vị trí kho chứa các cái đầu đạn hỏa tiễn, kho chứa các cái tròn, các công xưởng sản xuất tròn và kể cả một số những cái à, cái vị trí của các lãnh đạo của Iran, kể cả Ayatollah Ali Khamenei, nhà lãnh đạo tối cao của Iran bây giờ đi trốn rồi. Tức là ông ta đã được đưa tới một cái nơi an toàn khác thay vì xưa nay ông ta ở trong cái khu vực cái phủ của ông ta <laughs> suốt mấy chục năm nay lần đầu tiên ông ta phải rời ra khỏi cái phủ này để mà lánh nạn ở một nơi khác vì e ngại ông ta trở thành mục tiêu của do thái trong khi đó thì lực lượng cách mạng hồi giáo của iraq vẫn chưa có một cái à, à, gọi là họ còn đang hoang mang là họ không biết sự trả đũa của do thái sẽ tới mức độ nào thì các vị cái cuộc trả đũa của do thái là không thể tránh khỏi rồi tôi chưa biết là nó xảy ra trước bầu cử hay sau bầu cử thôi nhưng mà do Thái đang chuẩn bị cho cuộc trả đũa và nhiều nguồn tin từ Trung Đông cho biết là nó chỉ diễn ra trong vòng vài ngày tới. Vài ngày tới thôi quý vị, và chưa biết được cái mức độ tác hại, có thể mức độ tác hại vừa đủ để cho Iran không dám phản ứng. Nhưng có thể ông Netanyahu sẽ tấn công tới mức mà Iran phải phản ứng lại. Và nếu như mà do Thái tấn công vào Iran, thì quý vị, điều này có nghĩa là Iran sẽ phải đối diện với một cái thách thức kế tiếp thách thức đó là sự cái cặp mắt của các tổ chức dân quân hồi giáo ngó vào iran bây giờ lãnh thổ của anh bị tấn công trực tiếp luôn anh sẽ làm gì trước đây thì họ tấn công vào đó họ sát hại lãnh đạo của hamas mặc dù phía do thái vẫn chưa thừa nhận thì quý vị nhưng mà các cái nhóm hồi giáo đều biết là do thái làm và iran thì bắt đầu ở mờ à. Còn bây giờ nếu như mà chính thức Do Thái tấn công một cách công khai trực tiếp vào lãnh thổ của Iran, thì lúc đó quý vị, Iran sẽ phản ứng ra sao? Vừa đủ để Iran không phản ứng. Mà nếu không phản ứng, thì quý vị, điều này, Iran sẽ bị mất quy thế. Không những mất quy thế với các tổ chức Hồi giáo tại Trung Đông, mà Iran còn mất quy thế với cả Nga và Trung Quốc. Khi Nga và Trung Quốc cũng đang muốn thử lửa xem Iran và Trung, Iran sẽ phản ứng như thế nào bởi vì Nga và Trung Quốc ra mặt ủng hộ cho phía của Iran. Quý vị nên nhớ là Nga và Trung Quốc ra mặt ủng hộ cho Iran. Và lần này, nếu như mà Do Thái tấn công vào Iran, mà nếu Iran không phản ứng, thì Nga và Trung Quốc sẽ đánh giá thế lực của Iran không đủ mạnh để giúp họ có ảnh hưởng tại đây. Họ sẵn sàng bỏ rời Iran. Trung Quốc thì chắc chắn có thể sẵn sàng bỏ rời Iran. Nhưng Nga thì tôi không biết. Tại vì Nga vẫn nhận một số những cái quan hệ với lại Iran trong đó là họ đã có một số hỏa tiễn và tròn từ Iran. Và ngay cả Iran cũng đã thành lập một cái công xưởng sản xuất tròn chung với Nga. Thì tôi chưa biết là Nga có thái độ như thế nào. Nhưng mà Trung Quốc đang ngó. Họ đang ngó coi Iran có thể giúp cho họ có thể xâm nhập sâu hơn, gây ảnh hưởng sâu hơn tại Trung Đông hay không. Thì quý vị lần này coi vào cái vá lá bài của Do Thái tấn công vào Iran. Tuy nhiên thì ít nhất về mặt này tôi nhìn thấy rõ ràng là phía của Netanyahu, đã đạt được một cái thành công Ít nhất Ông đã đạt được một chiến thắng về mặt chính trị Lôi ngay ông tổng thư ký của Liên quốc Người đứng đầu Liên quốc Để cấm cửa Có nghĩa là Ông đã báo hiệu cho những quốc gia khác Kể cả những quốc gia đồng minh của Do Thái và Hoa Kỳ Hoa Kỳ thì không đâu Nhưng mà những quốc gia đồng minh của Do Thái ở Âu Châu Người nào mà gọi là Quốc gia nào mà có những cái hành động Được xem là gây nguy hại Cho cái nền an ninh của Do Thái Hoặc có những cái tuyên ngôn được xem là um, uh, hỗ trợ cho các phần tử khủng bố do Thái có thể cắm cửa và đặc biệt là những quốc gia mà đang kiện do Thái ra trước tòa án quốc tế, tòa án hình sự quốc tế trong đó đứng đầu là Nam Phi, đứng đầu là Nam Phi và quý vị thấy ừ, lần này là Netanyahu đã đi một cái bước rất, uh, tôi gọi là một bước rất liều lĩnh nhưng ông đạt được thành công ông làm cho những quốc gia đang kiện do Thái hoặc truy tố do Thái về tội ác chiến tranh ở tòa án ICC phải xét lại phải xét lại tất cả những hành động của họ. Và nếu như kỳ này mà do Thái tấn công ồ ạt vào Iran, các cái vị trí sản xuất vũ khí, các cái nơi sản xuất tròn, các cái bệ phóng hỏa tiễn hoặc là các cái kho chứa vũ khí của Iran, không những trên lãnh thổ của Iran mà ngay cả trên lãnh thổ của Syria. Tại vì Syria là nơi được xem là có cái à, à, đường biên giới ở khu vực Golden Hay với lại phía Do Thái Và nhóm Hezbollah vẫn thường hay bắn pháo kích vào đây Và tại Syria có rất nhiều công xưởng chế tạo vũ khí, kho vũ khí của lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran cung cấp cho Hezbollah Thì có thể Do Thái cũng tấn công vào khu vực này Và quý vị, nếu Do Thái mở cuộc tấn công này thì có nghĩa là Iran sẽ phải phản ứng Tại vì á, nếu mà ở cái mức vừa đủ Iran không phản ứng, họ không phản ứng, họ không những mất tư thế đối với lại các nhóm dân quân Hồi giáo, họ còn mất tư thế với lại Trung Quốc, với Nga nữa. Do đó quý vị, lần này thì phải nói rằng Netanyahu đi một cái bước cứng rắn tới mức mà ổng có thể giành lại tư thế chính trị. Đôi lúc trên cái bàn cờ chính trị, quý vị, đôi lúc có thể nói rằng là chúng ta đi cực đoan một chút, đi mạnh tay một chút để giành tư thế thì cái điều này nó vẫn xảy ra trên tất cả các bàn cờ chính trị thì cái điều này thì chúng ta đã thấy được từ những cái nhóm khủng bố rồi cái vị còn nhớ là người Palestine đã có một cái mặt trận giải phóng Palestine gọi là PLO lúc đó dưới quyền của ông Yasser Arafat thì lúc đó quý vị năm 1980 82 tổ chức này vẫn bị xem là khủng bố nhưng mà tới thập niên chính giữa thập niên 90 dưới trời dưới triều đại của Bill Clinton thì tổ chức của uh, PLO của ông Yasser Arafat đã trở thành một chính phủ hợp pháp của người Palestine. Tức là ông ta dùng tất cả những thái độ khủng bố, tạo tất cả những cái uh, hành động khủng bố rồi cuối cùng thì họ đạt được cái chỗ đứng. Họ đạt được cái chỗ đứng trong chính trường quốc tế và không còn bị xem là khủng bố nữa. Thì quý vị, do Thái thì cũng đi cái hướng này nhưng nó khác một chút là cực đoan hơn, cứng rắn hơn để giành lại tư thế chính trị. Đôi lúc trên cái uh, Chính trường quốc tế, chúng ta phải tỏ thái độ cứng rắn, trấn áp thì mới có chỗ đứng của mình. Còn nếu tiếp tục nhân nhượng, lùi bước, thì quý vị, dần dần sẽ bị đưa vào thế yếu. Và đây chính là cái mà gọi là sai lầm của Châu Thái trong một năm qua. Netanyahu vì bị Joe Biden kềm chế, ông ta nhiều lần nhân nhượng và không dứt khoát trong cái cuộc chiến ở tại uh, giải Gaza, mà khiến cho ông ta bị uh, mất tư thế, và kể cả đất nước Châu Thái bị mất tư thế nhưng lần này nét netanyahu đã sáng rồi ông ta nhìn ra được cái thái độ cứng rắn mạnh mẽ có thể giúp cho ông ta lấy lại được tư thế ở liên hiệp quốc và việc cấm cửa ông tổng thư ký này nó đang dẫn tới một cái hậu quả là một liên hiệp quốc chia rẽ và do thái đang dần dần có lại được cái thế đứng rất tốt ở tại liên hiệp quốc ít nhất là có một số những quốc gia vốn là đồng minh giữ khoảng cách với do thái kể từ khi mà cuộc chiến xảy ra ở giải gaza bây giờ có thể họ sẽ không giữ khoảng cách với Do Thái. Và có thể bước vào cái vấn đề gọi là ủng hộ cho Do Thái khi mà hành động của Iran đã trắng trợn. Đây là lần thứ hai Iran tấn công. Lần thứ nhất hồi tháng 4 thì ông Netanyahu đã bị Joe Biden áp lực là không nên tấn công vào Iran. Nhưng lần này lần thứ hai rồi Joe Biden cản không được nữa. Vấn đề là Netanyahu làm sao sử dụng cuộc tấn công này không phải chỉ là một cái cú dằn mặt với Iran mà làm sao cuộc tấn công này có thể giúp ông ta giành được thêm cái tư thế chính trị trên chính trường quốc tế thì mới là một cái chiến thắng. Đây là một trong những cái lá bài mà Netanyahu cần phải cân nhắc trong vài ngày tới trước khi mà ông ta quyết định tấn công vào Iran. Và quý vị, đây cũng sẽ là một trong những cái mà chúng ta sẽ thấy rõ là gọi là khi mà gặp chuyện thì chúng ta mới biết được lòng người. Lúc này là lúc mà Do Thái đang cân nhắc rất kỹ về cái chỗ đứng của mình. Ai là bạn, ai là thù, nó sẽ lòi ra hết trong cái giai đoạn này. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!